Sau Zero One, Meta Cluster Hopper có vẻ như cơn nghiện vẫn chưa kết thúc với thời đại Rewa. Người tiếp theo, Corrosaber, cũng có hình dạng nghiện tương tự như vậy, đó là Primitive Dragon. Primitive Dragon Wonder Book lúc đầu không phải là quyển sách có khả năng chuyển hóa thành Rider, đó là quyển cấm thư được lưu giữ tổ chức Logos. Tên Storius lẻn vào và lấy cắp Toma muốn đến căn cứ này để gặp chính diện Master Logos, nhưng tình cờ phát hiện ra cuộc trộm sách của Storius, anh lao theo và ngăn cản hắn. Trong lúc cả hai đang giành giật nhau, quyển cấm thư đã bộc phát sức mạnh của nó, tạo ra một bàn tay xương khổng lồ tấn công cả hai và chuyển hóa Primitive Dragon Wonder Book kết hợp cùng với Saber để tạo hình dạng Primitive Dragon. Được tạo hình là một form chưa hoàn thiện nên tông màu chủ đạo của form vẫn là đen được đan xen với màu xanh da trời, nửa phần thân phải, gương mặt quanh cùng với chữ X đỏ chạy khắp gương mặt. Tạo hình của Primitive Dragon cũng dựa trên hình dạng chiếc Wonder Book sau khi mở ra là một bàn tay rồng bao phủ cơ thể, chiếc đầu rồng màu trắng chạy khắp cơ thể và chân của anh ấy nhìn rất giống một bộ xương của một con rồng đã chết từ rất lâu. Cùng với đó là phần thân trái của anh là quyển sách cơ bản của Saber đang bị nắm chặt và bao phủ bởi sức mạnh bóng tối từ Primitive Dragon. Sự hoang dã của Primitive Dragon được đẩy lên một tầm cao mới hơn cả phân. Nó không có mục đích bảo vệ bất kỳ ai và chỉ muốn nghiền nát tất cả mọi thứ. Từ cách di chuyển của anh cho tới những đòn tấn công đều thể hiện bản thân anh là một con thú hoang. Cách cầm kiếm của Primitive Dragon không hề cầm vào cán kiếm mà cầm trực tiếp vào lưỡi kiếm để giáng đòn tấn công cực mạnh vào kẻ thù, khiến cho những kẻ thù và đối mặt với anh đều hết sức kinh hãi trước sức mạnh mới mà anh đạt được. Sức mạnh cũng như sự hoang dã tột độ là những gì đặc trưng nhất của Primitive Dragon. Nó không có quá nhiều sức mạnh ngoại trừ việc bàn tay của anh ấy từ trên phần ngực có khả năng dài ra để tấn công, nhưng đa phần sẽ sử dụng cho đòn tất sát, còn lại chỉ là sự hoang dã, chỉ là một form để debut cho form hoàn thiện là Elemental Dragon mà thôi. Và điểm đặc sắc nhất của nó cũng như mình nói là đòn kết liễu của form này mang tên Scratch Hitsatsugiri. Đôi tay trên phần ngực của Primitive Dragon sẽ dài ra nắm chặt lấy kẻ thù, sau đó lôi kẻ thù tới trước mặt của anh. Anh tụ lực hỏa kiếm của mình ra một đòn kiếm ngược tấn công vào tất cả kẻ thù, tạo ra một luồng sóng năng lượng hình bán nguyệt chạy theo ba hướng nghiền nát tất cả mọi vật thể trên đường và tạo luồng xung chấn cực mạnh làm hóa giải biến hình của những rider xung quanh đó. Đó là một màn xuất hiện vô cùng ấn tượng với một form mất kiểm soát như Primitive Dragon.